Hello, Thanh mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cả nhà bữa nay là giấc này giấc chiều Thanh ra đồng để mình đi thăm mấy cái lợp lò xo của Thanh có đặt á. Thì do là sáng giờ mình làm công chuyện này kia, cái Thanh đặt mấy cái lợp để chiều mình đi thăm kiếm cá, mình nấu canh bầu ăn á. Thì Thanh có đặt ở theo cái dạng này, giờ mà cô chú anh chị các bạn cùng đi thăm với Thanh nha. Đặt cho kiếm cá rô, cá sặc này kia có ăn cũng được đó nha. Nấu canh bầu hoặc là thơm mình ăn cũng được nữa. Mà không biết có chạy không nữa đây. Hy vọng là sẽ chạy được. Mớ cá, cái gì được. Đó, cái nhà. Cá đầu tiên mình đặt ở đây đây. Con rắn mới thấy này nghe. Đó, gỗ gàng đó, đó cái nhà ơi. Gỗ gàng luôn. Kìa, nó mặn ghê luôn. Ui. Chị ơi. Có cá phi nữa kìa. Hết hồn. Cá phi với cá lục tím, cá sặc đồ nè. Dính được con rắn nữa. Cá gì? Một con rắn này nó hơi hung quá cả nhà ơi. Hồi nãy á Thanh dở lên hí là Thanh thấy con rắn. Như dở ra muốn lên là thấy nó rồi đó. Nó hung mới ghê luôn, hết hồn. Đây. Ui. Con rắn với mớ cá cả nhà, cái này chạy nhiều luôn mà còn dính rắn nữa cả nhà. Rồi bây giờ Thanh đi thăm hai cái kia. Giờ Thanh xách nó đi theo loại đằng này. Án hết cái chuồng cả nhà ơi. Đây là cái thứ hai. Cái thứ hai Thanh đặt ở đây. Giờ mà mình có thấy hai ba trái rồi đó. Này có bẻ bán rồi cả nhà. Cái tổ chim nữa kìa. Cái hàng bầu mình có tổ chim nữa kìa. Tổ chim nhỏ cả nhà ơi. Cái đó chắc mới đẻ quá. Mới có trứng không? Bây giờ sẽ thăm cái này. Đây có cá sặc chết rồi đó. Ui, cũng chạy cũng bộn quá nè. Chạy cũng bộn quá nè, comment ơi. Cả nhà ơi thì mới cá sặc này. Trời ơi. Cái này chạy cũng bộn quá nè. Ui, cá phi, cá sặc. Hai cái. Còn một cái nữa. Còn một cái nữa Thanh để đây để Thanh lội ra bển Thanh thăm cái nhà. Cái mình đặt cái nằm bên đó đó. Đặt hai cái bên đây, một cái bên cánh bên đó. Thì có thấy con cua. Con cua nó hé lên. Ồ. Dính cũng bộn quá nè cả nhà ơi. Cá lông kiến, cá phi rồi, cá phi này chết rồi. Cá phi này chết rồi, ốc quắn với cua, cá rô nữa nè. Rồi bây giờ Thanh đi lên. Giờ tổng cộng Thanh đặt có 3 cái đó cả nhà. 3 cái mà cũng thấy là nhiều quá, bộn cá luôn á. Nói là dính được mấy cái vô cá sặc thôi chứ ăn mấy canh bầu ăn cũng được nữa. Bữa nay chạy hơi bị nhiều luôn á cả nhà ơi. Ba cái lọc của Thanh mà được bao nhiêu này cá rồi nè. Rồi bây giờ Thanh sẽ đổ cá ra. Thanh sẽ đổ cá ra cả nhà ơi. Đây Thanh đặt hồi sáng chiều hôm qua. Rồi mình do là đi cắt rau muống này kia cho heo ăn á.
nên đặt thí để kiếm mớ cá mình ăn, mà nói là dính cá gô hay là cá sặc gì một mớ thôi cũng được đó nha, không cần nhiều, mà giật hồi là dính quá trời nhiều luôn. Một cái mình đổ mấy cái này, có cá trước thì còn cái lợp có con rắn mình đổ sau quá nha. Wow. Cá sặc hơi bị nhiều luôn cả nhà. Dạ. Sao kỳ vậy? Cá sặc là hơi bị nhiều luôn á. Mà có cái đầu tiên á hồi nãy. Sao kỳ vậy? Dù hoài luôn, để đây luôn á. Có cái này nè, dính con rắn nè cả nhà. Rắn công nhận nó hung ghê luôn. Để anh bắt nó ra mới được, bắt cầm đấy. Ui ui, cái đầu của nó chắc nó cũng phóng dữ lắm nè, bởi cái đầu nó tua nè. Hết sức lâu rồi mới đặt lợp dính gắn lại nè, từ cái mùa nước lên tới giờ. Gắn nước, gắn này gắn nước cái nha. Hết sức con gắn luôn, con nó mạnh ghê nè cả nha, con nó gút nè. Và bây giờ anh sẽ đổ cá ra mấy cá kiến trước thôi, nó dính rồi có gì khó rồi. Cá rô, cá sặc, nó ba cái lợp nè, mớ cá ui nó chạy con nhiều luôn nè cả nhà, hết sức nhiều luôn á. Như này là dư sức mình về ăn luôn, cái này cá sặc này với cá phi này làm khô luôn chứ ăn cũng không hết. Mấy cá lô kiến nhỏ này anh sẽ thả nó lại cả nhà. Rồi thì bữa nay là nó chạy được một mớ cá sặc chứ mớ cá rô phi nè. Ui, cá phi này vô thanh chiên suốt cà ăn là hết sảy cả nhà. Với cá sặc này, với cá rô này thanh sẽ nấu canh bầu với con gắn lên nè. Đại ca. Thì anh sẽ đi bẻ một trái bầu để mình nấu canh ăn. Thì anh sẽ đi bẻ trái bầu. Bẻ trái bầu bự nè chú cả nhà. Màu mình nó cũng trái hết trơn đấy nè, nằm đây màu nhà trồng để bầu về nấu canh cá rô luôn. Cá gì nó ụt với giò đây. Cái bầu này do mình nấu canh cá rô quá nha, là dư sức ăn rồi đó. Đó, đi lên đem cá vô mình nấu canh ăn cơm nha.
Đây có cây lù đủ nè cả nhà, cây thù lù, có trái, có trứng nè. Cả nhà ăn trái hù lù với anh nha. Nó chua chua ngọt ngọt. Đây, giờ anh sẽ đem cá đi vô nấu canh ăn, ăn cơm buổi chiều. Nó gắn thanh thản nó lại đây nè. Được con gắn. Gắn này chắc là mời hấp xả cho mưa. Giật. Bên bên cả nhà, đây là cái thành quả của Thành này. Thì là mớ cá sặc với cá rô nè, Thành kho một mớ với một mớ cá sặc, cá rô với lại cá rô phi. Thì bữa nay Thành sẽ nấu canh bầu đó cả nhà ơi. Canh bầu của mình rất là thơm luôn. Và bây giờ Thành sẽ ăn cơm. Quả chèn kho xong cái nó thơm, nó đói bụng gì đâu luôn cả nhà. Bây giờ Thành mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với Thành nha. Đây là cá sặc kho, sặc kho hành tiêu đó. Ủa, mỗi nó chết. Mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với anh nha, nó sức đói bụng luôn. Vừa ăn mà nó rất là thơm, rất là ngon luôn. Do là bữa nay mình hơi ở ngoài, hôm bữa nay mình đi thăm lợp trễ cả nhà, cho nên tối rồi Thanh đem vô nhà ăn cơm. Phải sớm sớm Thanh nấu ở ngoài đồng Thanh ăn cơm luôn. Nhớ này ăn cơm trong nhà mũi không, cái này mũi không con bự bự không mà cái này nó dậy lên nó cả nhà. Rồi ăn với canh bầu nè. Bầu này thì bầu nhà. Bầu thanh trọng. Cá rô. Cá rô Thành phải cá rô nấu canh bầu hoặc là nấu canh chua cái nhà. Chấm với nước mắm nữa. Thơm quá. Rất là thơm ngon luôn. Cá rô mà mình nấu canh á cái nhà, ăn thịt của nó rất là thơm, rất là béo luôn á. Thì nấu canh bầu luôn. Còn một mớ kia mình để dành mơ mình chiên ăn. Dạ, mũi chích. Thịt nó thơm. Ngồi ăn cơm mà không yên với mấy con mũi luôn. Hồi nãy là rất chiều do là Thanh đi về rồi cái mình bứt thêm một mớ rau muống nữa cho heo nó ăn ban đêm á cả nhà, cho nên hơi trễ nè, rồi nấu ăn nó cũng trễ nữa, chèn mũi nó buông. Bầu vừa mới bẻ xuống nấu ăn nó ngọt ghê luôn. Cá sặc kho à. Cái
dính cá sặc đồng với cá sặc bướm đó cả nhà. Ở quê của mình đó, cái kinh nó cá sặc với cá rô rất là nhiều luôn, đặc lợp đặc này đặc kia, kiếm ăn cũng được một bữa kiếm được. Canh nóng, cơm nóng nữa, đồ ăn ngon nữa. Mấy cái lọt này cả nhà, hình đặt hồi sáng hôm qua, do sáng hôm qua mình đi cắt muối cho bọn heo ăn á, rồi cái thấy vậy đem cái lọt đi đặt để chiều á là qua một đêm. Cái Thanh bữa nay đó là Thanh đi thăm, nói là dính được vài con thôi để mình vô mình nấu canh bầu ăn thôi cả nhà, mà không ngờ là dính rất là nhiều. Đây Thanh trồng cái dàn bầu đó với đặt giớn đặt này kia đó nha, là bắt đầu Thanh có ăn nấu canh bầu hoặc là cá kho bầu cũng ngon nữa. Rồi bầu xào mỡ hành, bầu xào dầu này kia ăn cũng ngon cái nhỏ. Nói chung là dễ, bầu nó rất là dễ ăn luôn, mình luộc mình chấm với nước tương nước mắm gì ăn cũng được. Chứ có dòng bầu với đi đặc lập này kia nữa là ngày nào cũng có cá ăn. Công nhận bữa nay kho cá ngon. Nó vừa luôn, cái bầu này nó không có già nữa nha, nó vừa ăn luôn nè. Mình để qua ngày mơ là chắc nó già. Ngon quá. Ở quê rất là dễ kiếm đồ ăn đó nha. Chỉ cần mình siêng, mình chịu khó đi đặt lợp hoặc là đi bắt làm này làm kia đó là sẽ có đồ ăn ngon đó. Cao quá hết miếng cơm. Anh sẽ hấp một miếng nước canh bầu nè. Cái nước nó rất là thơm mà nó rất là vừa ăn luôn đó cả nhà. Cả nhà thì bữa nay là Thanh thăm có ba cái lợp lò xo mà công nhận dính cá cũng bộn á, giờ Thanh kho với nấu canh bầu ăn cơm rất là ngon luôn. Thôi video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thanh. Cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo của Thanh vào 7:30 tối mai nha. Nhớ like, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ cho Thanh có động lực cho nhiều video hay nữa nha. Bye bye cả nhà.